Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với sự kiện AP Battle mùa thứ 3. Ngày hôm qua chúng ta có tựa game 4/12, tựa game lấy bát. Nhưng mà trong tựa game đó, chúng ta có thêm một cái bát secret, 12 tựa game event. Bên cạnh cái bát event đều có một cái bát chấm chấm hỏi, đúng không? Thì xác thực vấn đề là cái bát chấm chấm hỏi này sẽ có 3 game giống vậy, là điều kiện cần để chúng ta lấy được cái vật phẩm của 3 YouTuber. Hôm bữa mình có đề cập tới 10.000 người đầu tiên được phiên bản màu vàng đấy. Thì khá là bất ngờ và khá là nổi điên. Tựa game Super Golf là tựa game thứ tư, cái bát chấm chấm hỏi của nó là cái điều kiện cần để chúng ta có được cái vật phẩm đầu tiên của Russo Play. Bây giờ đã hết 10.000 người rồi, nghĩa là những người chơi sau nếu mà có được cái bát, vô được game mới được vật phẩm item avatar của mình là phiên bản màu trắng nhá. Ok, không sao các bạn, có còn hơn không. Rồi video này mình sẽ chỉ các bạn cách chúng ta lấy được vật phẩm đó. Nó sẽ hơi phức tạp một tí, các bạn theo dõi hết video nhé, đừng có tua bất kỳ một giây nào để tránh làm sai. Lời khuyên đầu tiên, vào server VIP để chơi. Server VIP game này hoàn toàn miễn phí và chúng ta điều chỉnh được cái map chơi. Chúng ta vào game có một cái nút hình cái búa, đó là cái nút các bạn thiết lập màn chơi. Màn đầu tiên các bạn chọn là Oasis, chọn game mode là Classic là mức độ cơ bản nhất. Có cái nút tua qua tua lại màu xanh lá cây, đó là cái nút các bạn tua tới cái hole, tức là tới cái vòng các bạn muốn chơi. Thì với map Oasis các bạn tua tới cái hole thứ 18 là cái hole cuối cùng. Về phần skin của trái banh thì xài cái skin nào cũng được. Các bạn theo dõi cái map mình chơi nè, nó không tính số gậy chúng ta, bao nhiêu gậy cũng được, nhưng không phải đi tới cuối cùng. Nó sẽ có một cái đường bí mật ngay chỗ cây dừa, tới chướng ngại đầu tiên. Sau đó bạn nhắm thẳng bên cây dừa, bắn hết sức với mình. Trong cây dừa đó là một cái nơi bí mật. Thì vào được cái nơi bí mật này, chúng ta mới chinh phục cái lỗ. Nhận biết thành công là bên góc phải của game, nó sẽ hiển thị chúng ta một cái dòng chữ You Escape, một cái cờ màu xanh dương ấy. Bước 1 quá trình thành công. Quá trình sẽ được lưu, các bạn yên tâm, hát ra vô lại nó cũng sẽ được lưu nha. Map thứ hai chọn là map Iceland. Với map này các bạn sẽ chọn cái hole thứ 6, cái vòng thứ 6. Trước khi bấm play thì có một cái nút skin. Lúc này các bạn phải đổi cái skin của mình, trái banh của mình thành cái skin màu xanh dương. Bắt buộc phải là skin màu xanh dương. Chọn đúng skin màu xanh dương hãy vào chơi nha. Lỗ thứ 6 này điều kiện yêu cầu các bạn phải hoàn thành trong một lần, sử dụng hết sức mạnh của mình 100%. Hơi khó chỗ cái vòng tròn di chuyển. Qua được cái vòng tròn di chuyển đó là chắc chắn vào lỗ nha. Nếu thất bại thì cứ làm lại cái map đó. Chứng nhận thành công bên góc phải sẽ hiện một thông báo là nice shot. Như vậy bước thứ 2 ok. Tiếp tục đi ra ngoài tới cái bước thứ 3. Map chơi của mình là Mineshaft. Chúng sẽ tua tới cái lỗ cuối cùng là cái lỗ thứ 9. Trước khi bắt đầu lỗ thứ 9 này, chúng ta đổi cái skin màu. Trái banh từ màu xanh dương thành màu xanh lá cây. Bắt buộc phải là màu xanh lá cây nha. Rồi chúng ta cứ đi bình thường tới cái lỗ cuối cùng. Nhưng không được vào lỗ, lưu ý, không được vô cái lỗ. Đứng gần cái lỗ thôi. Sau đó quay ngược trở lại phía đối diện, chúng ta sẽ có một cái crystal, một cái viên pha lê màu xanh lá cây. Dùng hết tốc lực bắn vào cái viên pha lê đó. Nó lại đưa chúng ta vào một cái nơi bí mật. Trong cái nơi bí mật này mới là cái nơi các bạn hoàn thành. Không yêu cầu số gậy nhé, bao nhiêu gậy cũng được. Chui vào cái lỗ từ cái nơi bí mật này, nó sẽ hiện chúng ta một thông báo chứng nhận là Where are we? Là xong bước thứ 3. Bước cuối cùng, cái map bạn chọn là map Graveyard, một cái map nghĩa địa. Map nghĩa địa này các bạn tua tới cái hole thứ 16. Và trước khi chơi màn 16, các bạn đổi cái skin của mình từ màu xanh lá cây thành màu hồng, màu pink. Bắt buộc phải là màu hồng nha. Các bạn chơi giống như mình tới cái đoạn này, nhìn bên đối diện mình có một cái hang động với những con mắt màu đỏ đang dòm mình. Các bạn bắn hết tốc lực vào cái hang đó, nó lại đưa chúng ta tới một cái nơi bí mật. Và trong nơi bí mật này chinh phục cái lỗ cuối cùng. Với lỗ cuối cùng bạn thấy chúng ta có một cái biểu tượng hình một cái microphone ấy. Vào lỗ rồi nó hiện thông báo chúng ta được cái bát chấm chấm hỏi trong tựa game Super Golf. Như vậy coi như tựa game này xong. Sau đó các bạn qua bên tựa game RB Battle, di chuyển tới gần ngôi nhà màu vàng như vậy. Kế bên nhà màu vàng nó có một cái đường đi xuống, đi xuyên qua nó tới một cái sảnh. Bên góc trái cái sảnh nhảy xuống dưới, đó là một cái nơi đi thang máy. Nó cần phải nhập mật khẩu thì mới lên tầng 2 được. Mật khẩu mình sẽ là như vậy, đừng thắc mắc nha, cứ nhập thôi. 72, 8 số 7 tiếp theo, 222, 666, 333 và bấm nút thăng là kích hoạt thành công cái thang máy. Chúng ta đi lên tầng 2. Lên tầng 2 là một cái chặng Oppy. Oppy này hình như mùa 2 nó có rồi đó các bạn. Các bạn đi chặng Oppy này tới cái đoạn đường cuối cùng sẽ gặp một NPC. Nói gì với NPC này, các bạn sẽ nhận được cái vật phẩm của Russo. Nó cũng nằm trong avatar của người chơi luôn. Tên của nó là Russo Robot Resonator. Ok, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.